trở lại rồi. Trong hang rồng vật quá ghê gớm. Muốn khoe cho đẹp nhưng không sao, Follow Thilo đã có mặt ở đây. Follow đang có một chỗ đứng rất trí. Nhưng đây là combo chiến công đầu dành cho Follow Thilo. Và đây là Follow Thilo. Follow Thilo ui, một những tình huống múa phải nói là cực cắt. Tú có người yêu, có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu thôi. Một tình huống mà có lẽ Follow sẽ làm quá nhiều điều với tình huống bỏ chạy với Follow. Follow đang múa quá nhức nách, phải nói là Follow võ công quá cao cường, quá ghê gớm.